Ông đúng là rốt rốt hết phần tiền hạ. No never mà cũng không biết là cái gì. À, tao biết rồi. Ông biết gì? No never là hôm sau tao thay tiếp. Ôi dồi ôi, tao lại ông đấy. No never là hôm sau tao hái tiếp. Công nhận là cái trình độ dịch tiếng Anh của ông là hơi bị đẳng cấp đấy. Ông tránh ra để cho cháu xuống xem nào. Không là cháu nhảy lên đầu luôn đấy. Ờ, cái con này. Mày còn gấy còn gớm gì mà lại trèo lên cây làm gì thế? Cháu trèo lên cây để cháu kiếm cái ăn. Thì mày kiếm chỗ mày xuống nhá. Mày mày nhảy trên đầu tao tụng đánh mày chết luôn ấy. Thì ông hay nhỉ. Ông ngồi đây trước hay là cháu trèo lên cây này trước? Mày cứ làm như cây này là cây của nhà mày. Cây này không phải cây của nhà cháu. Nhưng mà cây này cháu nhìn thấy trước. Ông thì làm sao mà biết được. Mà ông không tránh ra nhá là cháu thả cành vào đầu đấy. Mãi mà không con này, mày thả vào cái chỗ nhiều máu của tao rồi nhá. Chỗ nào là chỗ nhiều máu? Cái chỗ này này. Kinh nhở, dạo này lại còn bơi theo TikTok. Chỗ này là chỗ nhiều máu. Đây này, ông phải như thế này. Chỗ này là chỗ nhiều máu này. Chứ không phải là chỗ này đâu. Chỗ này thì làm gì có máu. Ai bảo ông chỗ này nhiều máu? Cái mày vừa sán vào cái chỗ của tao đây. Ai bảo ông thế? Chỗ đấy chỉ có xương thôi. Làm gì có máu. Xương với lại tóc bạc của ông ấy kìa. Mày kệ tao. Thì chẳng kệ ông thì kệ ai. Họ làm hay thì tao xem. Xem thì xem thôi. Mắc mớ gì mà phải bắt chiếc. Bắt chiếc thì bắt chiếc cho nó đúng vào. Ông tránh xa ra để cho cháu nhảy xuống xem ạ. Tao tránh rồi đấy. Tao tránh xa rồi đấy. Tránh nữa vào. Cháu bay ra tận đấy đấy. Đấy. Mày mày nhảy xuống mà vá vào tao mà gãy chân tao tao bắt đền mày đấy. Đấy. Ôi trời ơi. Nhưng mày hái cái lá này làm gì đấy? Cháu lấy để cháu ăn chứ để làm gì? Ông nghĩ là cháu lấy để cho bò nhà ông ăn chắc? Cháu này mày lại ăn lá đấy, ăn nào được? Ôi ông ơi, đây là lá xấu, ăn ngon á. À, ông làm lá ấy. Thôi. Ông tranh thủ hơn cao thủ đấy. Mày đừng ăn lá đấy, tao có cái tao cho mày ăn đấy này. Ông có cái gì ấy? Kẹo à? Hay là bim bim? Tao thì lấy tiền đâu mà mua kẹo để mua bim bim. Thế thì nhà ông có cái gì để ăn được đâu. Đừng có nói là ông mang khoai khô cho cháu ăn nhá. Cái đấy thì chỉ có cho lợn ăn thôi, cháu không ăn đâu. Ê, mày thì nóng bậy. Đấy, tèng tèng tèng. Ngon ôi, không? Trời ơi. Quá ngon. Đâu ấy? Đây. Đấy là đâu? Chỉ vẫn cái cây hôm nọ ấy. Lại cái cây của cái nhà đấy á? Ơ, thích chặt thế à? Thì ông lại bắt đầu vào ăn trộm nhà người ta phải không? Trộm đâu? Không trộm làm sao mà vào lấy được? Họ có biết đâu mà ăn trộm mày. Thấy không? Hôm nay chín không? Này. Chín ngon như thế này chứ. Nhưng mà hôm nay chín hơn thật. Nhìn to hơn hay sao ấy. Như kiểu mà sau mấy ngày thì nó lớn thêm ông nhỉ? Tao chọn quả to đấy. Mà ông không thương nhà người ta. Người ta trồng cái cây cả năm trời mới được ra một vụ quả thôi. Mà ông hái như thế này thì người ta còn cái gì nữa? Hết đâu. Tao có hái hết đâu. Tao chỉ chọn quả chín hái thôi. Còn quả chanh tao vẫn để lại cho họ đây. À, ông bây giờ là hái quả chín thôi. Quả xanh để đấy. Xong rồi sang tuần nó chín rồi ông lại vào hái tiếp những quả chín đấy. Và cứ dần dần như thế. Thế là hết cả cây. Không hết đâu. Tao phải tranh thủ hái chứ không hết ý. Tao lấy gì mà ăn? Của nhà ông đâu mà ông tranh thủ hái. Của nhà tao không có. Tao phải sang hái của nhà họ chứ. Cháu là ghét nhất là cái người mà có cái tính này. Vặt tay vặt mắt. Như thế là không được tí nào. Ngon thế nhỉ? Ngon mà. Cháu ấy, là cháu không bao giờ cháu thích mà ăn cái đồ mà của mồ hôi công sức người ta làm ra mà mình lại đi lấy để ăn như thế này. Như thế á, mang tiếng lắm. Ngại lắm chứ phải đùa đâu. Thì sao mày vẫn ăn? Thì đây là cháu ăn giúp ông thôi. Bây giờ ông hái, lỡ hái như thế này rồi thì chả phải ăn à? Không nhẽ ông lại mang về nhà. Ôi, ông mà mang mấy quả táo này về nhà
thì ông mất mặt với làng xóm lắm, mang tiếng lắm luôn. Ở đây ấy, là chỉ có cháu với ông biết thôi, cháu không mách thì làm gì có ai biết. Thì thôi lựa mà ăn cho hết đi, cho nó hết tội đi, rồi mang về nhà cho nó nặng tội thêm. Thế mà cũng phản nản. Cháu ơi, cháu muốn để dành tí nữa con, mai con thơ nó ra cho nó ăn cùng. Thôi thì ông lại dở nữa rồi. Cái con thơ ấy là cái con mà mồm miệng của nó là nhanh nhất cái xóm này. Ông bây giờ mà đưa táo cho nó ăn nhá, nó ăn xong rồi là nó đi bù lu bù loa khắp làng luôn là ông ăn trộm táo đấy, chứ không phải như cháu đâu. Ngoan hiền nhất xóm nha, lại còn kín tiếng nha, chứ không phải như con thơ mà lùn nha, nhanh mồm lắm, loa khắp làng luôn. Ông hôm sau chỉ có mà đéo mò vào mặt thì ăn hết luôn à, không để cho con thơ ăn đi, đừng có để cho nó. Ông nghĩ nào mà để cho nó, đưa cho xem nào. Thế để thế để ăn. Chả thế à, ăn hết đi. Thế nhà đấy còn nhiều không ạ? Hôm tao lấy có một mủ đấy. Thế mà hôm nay vào được khái gần hết rồi. Mà mày hỏi làm gì đấy? Mày hỏi để ăn trộm à? Ông thì vơ vẩn. Trộm cắp gì? Cháu cấm ông nhá. Cháu cấm ông là có cái suy nghĩ là gì, cái kiểu như thế nhá. Ông nhìn mặt cháu đi. Ông nhìn mặt cháu đây này, xinh đẹp ngoan hiền như thế này mà cháu lại phải đi ăn trộm quả táo để ăn. Ông tưởng cháu không có tiền mua táo à? Kể cả cháu không có tiền mua táo nhá, thì cháu đi ra ngoài, bọn con trai nó còn xếp hàng muốn mua táo cho cháu ăn ấy, mà cháu còn chưa thèm ăn ấy. Đây cháu hỏi ý, là để sau cháu đến nhà để cháu mua. Thế mà tao cứ tưởng. Cứ tưởng. Mày hỏi để mày nhảy bớt rau vào mình. Thế ông nghĩ cháu như ông à? Không bao giờ nhá. No never nhá. No never là cái gì ạ mày? Ông đúng là rốt hết phần thiên hạ. No never mà cũng không biết là cái gì. À, tao biết rồi. Ông biết gì? No never là hôm sau tao hai tiếp. Ôi dồi ôi, cháu lại ông đấy. Cháu lại ba hồn bảy vía nhà ông đấy. Cháu tưởng ông biết thế nào cơ đấy. Thì hóa ra ông lại dịch ra là no never, là hôm sau tao hái tiếp. Công nhận là cái trình độ dịch tiếng Anh của ông là hơi bị đẳng cấp đấy. Mày nói gì thì nói. Mày nói tao báo hôn bảy vía là tao tát cho đấy. Mày cứ nguyên rủa tao thế à? Quên cháu nhỡ mồm. Thỉnh thoảng lỗi mồm một tí. Tại vì cái trình độ tiếng Anh của ông ấy kiểu ngu như mỏ ấy. Thế là cháu làm cháu thấy nó bức xúc. Chị cháu ngày xưa có được học tiếng Anh đâu mà biết. Không biết thì ông bảo thẳng là không biết đi. Lại còn à tao biết rồi. Never là hôm sau hái tiếp. Thế rồi mà ông lại vào hái tiếp xong người ta bắt được. Rồi ông lại bảo là con Thủy nó bảo là no never là lại hái tiếp. Thế có phải là chết dở cháu không? Rồi thì người ta bảo cháu là xui ông vào hái. Rồi lại bảo là trẻ xui trẻ ăn cứt gà. Thế có phải là dở không? Tụi cha như mày chứ. Sao mày lại bảo tao là trẻ ăn cứt gà? Thì tao ý... già từng này tuổi đầu rồi. Thì ý cháu ví von là như thế. Là những người mà đi xui người này người kia làm việc gì ý, là giống như kiểu mà xui trẻ ăn cứt gà ý. Cứt gà sát ý. Chứ cháu có xui ông ăn cứt gà đâu. Mà ông quát cháu. Thì mày chả nói thế đi, chả bảo tao là trẻ con còn gì nữa. Cháu có nói không đâu. Cháu thấy các cụ ngày xưa cứ hay ví von như thế, thì cháu cũng vận dụng câu ví đấy vào ông thôi. Chứ cháu có bảo ông ăn cứt gà sát đâu. Ông ấy chả hiểu thế nào là câu ví von cả. Ngon này, táo ngon. Nhưng mà ông ơi, táo ngon thế này mà có thêm gói bột canh Hảo Hảo nữa thì tuyệt cú mèo luôn. Bay luôn trong vòng một nốt nhạc. Thế để hôm cháu tao mang bột canh đi nhá. Kệ ông. Đấy là việc của nhà ông. Cháu không biết đâu đấy nhá. Không lại lại bảo là cháu xui ông đi lấy trộm rồi là ăn cứt gà sát các thứ thì mệt lắm. Cháu không quan tâm đấy. Ông định làm gì ấy? Tao nhặt bỏ túi.
Ông bỏ túi làm gì? Ông đã bỏ ra đây cho cháu rồi thì là của cháu chứ, có phải của ông nữa đâu. Ông cứ lén phén là cháu đánh cho ông què tay đấy. Mày tham vừa thôi chứ, tao bỏ ra đây cho tao là cho mày đâu. Ông bỏ ra đây tức là ông mời cháu ăn, mà mời tức là cho cháu rồi, là quyền của cháu. Ông muốn ăn thì đi kiếm đấy mà ăn, đã cho cháu rồi lại còn đòi lại, đúng là đủ trẻ con.